Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Big Bang, mình là Vinh. Mà là Quốc Tuấn, Big Bom, mày lộn quá trời luôn rồi. Tao thấy mấy cái Quên, này anh em đây là lộn, nói kênh mày Big lộn rất nhiều, Bom rất nhiều, rất nhiều. VN. À, Rồi, mày thì đợi tao bây súng ra giờ mình sẽ đi lấy cây đây. súng. Ủa, mình đã mua súng rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần mua đạn thôi. Quá. Mà tiền mua đạn là 1.400. Bắn nãy giờ tốn quá trời tiền, trong khi tiền mình chỉ Quá. có còn 1.500. Trời What ơi, sử dụng súng sục chi mà tốn dữ vậy? Biết vậy mình không sục nhiều đâu. Thôi thì bây giờ mình xài cool vậy. Đi, làm nhiệm vụ tiếp thôi nào. Lẹ đi. Đây 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 đây. Được rồi. Đi. Để tao coi mày giữ cái giọng đó được bao nhiêu ước mơ. Thôi mất công giữ chi mày, nghe như trẻ trâu chết bà nội. Thì Tao đã mà mình tao hỏi bình tới luận rồi đó vậy bao hết nhiêu ước video cũng mơ. được nữa. Nhưng mà gạch gạch đá củ khoai củ mì dâu lan dâu Thái Lan gì phan thẳng bảng. Từ gạch đá gì không biết nữa. mày Đây mày là một cách bình mày luận nghĩ gọi là mày mở được biết bao nhiêu gian hàng hả? Rau củ quả nè, gạch gạch ống gạch tàu nè, rồi gian hàng bán rau củ quả rồi dao kéo rửa liềm gì các kiểu nhiều lắm. Ơi sao chỗ này nhìn quen mày, hình như giống nhà ê Miner quần. nhà Miner Thâm Quần đó. Ờ hèn chi bởi vậy vừa lướt thoáng qua cái thấy nó quen cực kỳ quen luôn. Vô hốt liền. Hèn chứ. Để đây coi mình là bây giờ đổi cung rồi Vô nhận nha. đi, vô nhận. Tàu rồi nó chạy trước mình luôn kìa. Ghê không? Quỷ này đâu phải, quỷ này quỷ sát hán mà. Tàu Không rồi mà nó coi đùm. coi đùi sao mà toàn là Tàu rồi đốm nó đùm. nâu không ta. Nó đùm một chùm ở đó luôn thấy không? Đó là ê gì mà chĩa súng bà nội. Bà làm như bà ngon lắm mà, làm như tướng bà ngon lắm mà. Ai có nguyên đùm vậy mắc cỡ đó chị á, to nha. Thế bộ sò Tao lông bắn này cũng hạ chỉ máy bay bán này mới được. xem bộ ăn ăn con sò đó là no no mấy ngày á, nào mà bắn gì bắn thấy ức nè. Bán bộ định giết người ta, không cho người ta con đường sống nào luôn. Xong chưa? Mày nhắm vụ cái con mụ đó chưa vậy? Con Không mụ làm được, sao mà núp lùm còn núp lo đi bụi gì bắn vậy? súng. Trời ơi, tóc ngắn thì gớm quá. Tao chú ý sẵn một chấm. Mày bắn cái máy bay ảnh kìa. Để Bởi vậy tao. làm khó. Tóc ngắn là phải phải Con phải quay dài thêm lại tí chứ, ngắn kiểu y như trai là không có đẹp. quay lại đây quay lại đây. Mày bay luôn đi nha, mày mà quay lại đây là xác định đi ha. Tao có rocket là tao nện nó chết ngắt rồi. Rocket này sao mà canh mà nhắm được, Được mày. khó bắn lắm. Tao vừa móc Akakunda đã thấy nhíu liền. Quay lại nữa Gì mày, vậy? Chữ quay đó lại nữa chứ. chứ gì. Mặt khó lòng. Cái quỷ máy bay này nói chuyện lẹ lẹ đi. Đang cố gắng câu giờ dữ lắm luôn rồi nó quay lại nữa nè. Cái đó là bay làm như là nó đi dù lượn hả? Cái đùng nữa này nha. Anh nhận được nhiệm vụ rồi mẹ ơi. Tao cố Rồi gắng tao xong. núp lắm là tao tao nhận cái máy bay đó từ nãy giờ tao nhận biết bao nhiêu rồi nói bây giờ là tao thỏ sức thỏ chí tung hoành nha. Ồ, cái nhiệm vụ của này là còn có hình của mấy người thỏ thân nữa chứ. Hốt liền. Đây, bay bay. Thôi giờ mình xài súng Akakunda của sục anh đi. nếu dương Ủa ta. súng nhắm đi, ủa súng quân đi. Quân cơ bản, xài sục tốn tiền quá. Chú đây chú ý. Ủa anh chó tao đâu Nhiều rồi rồi? nhiều rồi. Đây đây đây. Bay 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 dữ quá, coi chừng mất lái nha anh bạn. Để nó mất lái mà ráng cắm đầu chú chuối xuống đây ha. Kiếm mình. Tao đi làm vụ mày ở cái thế giới đó không? Đi đi, mày đi mày lôi được tao mà. Thấp bơm này thấy không? Anh em thấy chưa cái thứ chơi chơi không lợi mình giờ riết là sử dụng đến những cái mánh khóe thả bơm đồ. Có lợi mình chứ cơ bản sao không lợi được. Yếu đuối. Mày lượng.
Mày chơi gì đó vui mày. Tao đây chán quá. Tao mới thằng chỉ ho cũng bay. Ồ, thằng này sụp hai phát vô lưng mà không chết. Dai thiệt mấy thằng mà bốc khối tẩy não nè. Ta bốc khối tẩy não giống như là cái dạng mà quân thi gì biết không? Nhưng mà nó sụp hai phát vô lưng, sụp vô mặt mà đầu lên ngực một cái rồi phải sụp vô đầu một cái nữa mới chết. Nó chỉ là bình thường thôi, chưa được dạng quân thi, quân thi rồi mà sụp nào chết. Gì vậy trời, cái gì mà hiện ra anh Dũng quá trời vậy? Hoàn thành rồi. Ghê quá beo. Lên. Mấy nãy còn thủ nữa chứ thiệt, đi lẹ đi. Đi ba thanh niên này thiệt chứ. Thằng sầu. Nhiệm vụ này ô. Đừng nói là Vinh này giải cứu Miner Tam Sẹo giúp tao nha. Đâu này làm gì có Miner Tam Sẹo, mày Tam Sẹo là mày chiếm cái khu đó. Ê đây đây nè. Ê bắn lộn người mình rồi. Cái Akakunda là coi như định Giang Sơn. Đây. Mày hả mày trúng một viên đạn là mày sao sống nói. Nãy tao bắn lộn trúng chết một thằng phe mình rồi. Núp núp trong bụi tao tưởng. Làm tao tưởng đâu à. Bự nào chúng ta sẽ cùng nhau bơi qua cái bến bờ bên kia. Ở đây không có mấy cả sáu đồng Roco cho tao bắn hạ chơi quặng hà mã đâu. Trong cái pha này có mà tại ít có bao nước giống như pha rai 3, 4, 5 nữa. Ủa 3, 4. Đây đây đây. Ôi cái má này quá. Ủa chó nó dứt luôn đó rồi. Đúng đấy. Đúng là bét chó. Như là mình bị mất hết đồ nữa rồi. Đầu trọc nè, cái con nhỏ đầu trọc. Ỷ mày tẩy não mày muốn cạo trọc đầu mày hù dọa thiên hạ xăm mình hả mày? Sao mày không cạo? Ê mày. Mấy nhỏ này nó có cạo sạch lời ở lời không? Chắc cũng dám lắm à. Tao nghĩ vậy. Dám mà chắc chắn rất có thể tại vì nó không muốn là có một cái cộng lông nào trên người nữa. Chứ tao hỏi mày chứ giờ mà giờ mà cái đầu cạo trọc rồi mà LOL để sao được đúng không? Thì bảo vậy. Cái đó chỉ có ở Việt Nam thôi. Đâu mày hả? Vậy đâu, gấu kia. Chỉ có ở châu Á đồ mình thôi. Yeah. Của châu Á mình thì mới có vụ mà mới thường xuyên có cái vụ mà cạo trọc đầu mà không cạo LOL. Ủa mình sao mấy hết trời. Ủa mấy thanh niên này nãy giờ mới tới đây. Mấy đó đi sao nghe chậm chạp. Gà mờ nữa mà. Còn thằng nữa đó. Đâu. Bắn bỏ rồi. Cha người ta vậy bắn bỏ luôn. Nãy tao bắn chết thằng á. Vậy mà không được. Tiền cái thằng cũng không quay lại bắn bỏ. Nãy đâu cái nó tự nhiên đứng ngay cái hướng mà tụi đẩy não chạy tới. Đứng trong bụi tao vừa tới cái thấy tao để vô cái đầu nó liền. Chết ngắt. Đâu cái giao vụ chính luôn ta. Nó chỉ cho mình một cái nhiệm vụ chính ở trên kia là cứu cái con hổ của bà đó. Đù. Tamin hổ hả? Tamin hổ thà Tamin Miner Tam Sẹo có lý hơn. Nữa lại Miner nữa thiệt chứ. Cuộc đời mày giờ toàn Miner không? Miner thăm quần mày. Gì? Mày lại nhà thăm quần sao không bỏ Miner thăm quần ra? Miner thăm quần chết rồi. Chết rồi giờ thả nó ra chứ. Chết đâu rồi mà. Chết mấy game lận. Gì chết mấy game mày? Chết rồi mày phải thằng đó dốc rồi thường đó, nó không ra lời. Gọi là mày phải thoát ra một ngày rồi mới vô được nữa. Gì phi diệu vậy? Sao thế ông diệu? Đó là gặp kỹ sư điện đây nè. Bây giờ mới làm tiếp được của kỹ sư điện nè. Kỹ ta. Sao mà chết là phải thoát game ra chờ mấy ngày nữa mới triệu hồi lại được ta? Ngộ rồi. Thoát qua một ngày nữa được. Phi diệu thiệt chứ. Không thể nào tin nổi. Có biết nếu thăm quần mới xong kiếm học đích được chứ. Thăm quần làm gì? Tao sao cô đơn lẻ thôi mày thấy. Thấy nãy giờ chó cứu biết bao nhiêu mạng nữa. Có chó dễ chơi. Thăm quần cứu được vậy? Cứu mà nó không có ngon bằng. Nó bắn cuộc bắp bắn không trúng ai. Không trúng mày.
Lâu đúng rồi. Ê ê ê, vậy có người trong rừng để coi có gặp đôi trai gái gì đây. Em nhầm lại sôi liền. Quay 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 quay. Hai 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 thanh niên gay mày ơi. Để tao rình cái hướng này. Đang hát cho nhau nghe. Hát cho nhau nghe mà. Ở cái bài đó gì, cái bài gì mà hát cho em nghe đó. Cái bài gì của thằng gì á. Anh sẽ hát cho em nghe về đại dương xanh phải không? Không phải, cái thằng hát, cái thằng tiếng hát cái giọng ấy. Vậy à? Anh nhớ là anh sẽ hát em nghe về đại dương xanh gì đó. Vậy hát cho em nghe gì cái hay cất lên tiếng đàn gì tình yêu anh trao em gì quên rồi, quên lâu rồi. Tình bao la gì đó. Quên rồi. Thôi lên đây mở nguồn điện. Gì cái tôi khúc gì em đã mất em xe em sao á gì không ở nơi này. Tờ có chỗ dỗ vô vậy mà nó không vô đi đâu á, chạy qua luôn. Không, tao ra đây tao đại chiến qua đây chứ tao đứng cạnh cửa cho. Gà mày đặt đại chiến. Đó mày thấy nó hú chưa, mày thấy chưa? Tao biết thế nào cũng bật cảnh báo, đứng đứng cái cửa tao chờ đợi. Chờ đợi con nào tới. Mày bật đi. Chỗ đây là vô cùng an toàn luôn. Nào ra đây bắn mỏ cay sữa mẹ luôn. Bỏ nè. Vào mấy nhóc. Hay. Ráng nè, ráng tắp xe vô. Cái thứ gì á? Thằng ốc. Ôi, ghê vậy. Một tiếng trứng cơm. Gì nữa hả? Chứ chưa hết đâu còn nữa. Ngồi, chơi ăn ngồi chính diện luôn. U, ghê ta. Thấy chỗ ghê chưa? Cái gì ghê? Gì mày chết rồi. Tại vì không có xạ thủ thâm quần nên là cái khả năng bắn súng của tao là tao chuyển qua bắn cung rồi. Đồ. Không sử dụng chuẩn xác trong tập bắn nữa. Lên xe, lên xe. Mày biết là có Miner thâm quần là nó chuyên gia, nó giành xe của mình không? Ờ hén sao hôm nay tao không lục đồ mấy này kiếm đạn mày. Đó, tao đang lục đạn. Lục đồ kiếm mấy này kiếm đạn để đỡ tốn tiền mua. Mày biết tao phải dẫn dụ biết bao nhiêu thằng ở đây không cho mày lục đồ. Lên xe đi. Kakunda bắn phê thì chứ. Đó. Thì 6 viên thôi. Chị mày. Vậy nói chuyện với kỹ sư điện là mình có một cái món vũ khí con khách bài phải biết rồi. Quay 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 quay. Không chịu rời tụi nó. Mày bự vậy. Có nhỏ thấy chưa? Nữa chứ. Tao biết mà có nhỏ gái về thấy chưa? Chạy xe tới nè. Có nhỏ gái trong đó. Cũng rình cũng thấy gì nữa. Đang rình đang đốt lửa. Nãy thằng này công nhận cái thằng quỷ trong đó không được rồi. Nó nãy nó với thằng trai đúng không? Hết thằng trai xong tới nhỏ gái. Thằng này là nó thuộc dạng là kèo, đa dạng quá. Kèo thơm hai chiều mà. Kèo nào cũng thơm hết thôi. Đó, ở đó đi heo. Lát có thể là quay lại mình rình. Họ mày vô mày nói chuyện với kỹ chứ. Đi đi. Coi cái cặp đó mới được. Đó đó đó. Nó dụ cái thằng ra ngoài nè anh em. Bây giờ là hai đứa nó đang tình tứ bên nhau. Phải coi mới được. Đi đâu. I wish I could take you with me. Im lặng. Are you ready? I was until I had to repair the generators. Cảnh giác rồi anh em à. Hit that button on the generator and send me off. Đó đó nhỏ nhỏ. Nhỏ đang quay nó kiếm xung quanh luôn. Có ai không thích nào thích thi kế hoạch gì nè. Rồi trả đi rồi. Thằng này như thấy mình hay gì anh em nó nhìn ra đây. Đây nè. Thấy mình hay sao á. Thấy rồi, biết rồi, không dám đâu, không dám chờ ấy đâu. Thôi cái súng điện đó thì cô bắp.
Rồi đi làm thêm có một thằng nữa rồi. Nhỏ này cũng ngứa lắm rồi, đứng giật giật rung rung nè, ngứa lắm rồi. Đâu đâu đâu, để tao lại tao rình coi. Thằng này là không dám chịu đâu. Nó anh em thấy không, từ trên xuống dưới lên giật giật, còn thằng này đứng yên tại chỗ. Ơi nó giật giật rồi hả? Ừ, làm như lẹ đi anh, lẹ đi. Thằng này coi như là không quan tâm. Giật con mẹ nó mong. Lẹ lên đi, lẹ lên, nhanh lên. Thằng cốc quan tâm anh em à. Phải nói là chưa có cảm giác nào mà nó ẩn mà ra nước giống cái cảm. Ôi nhỏ nó giật rồi. Thì đó, mấy gọi nó thôi từ nãy giờ nó đứng nó giật vậy nè. Cái dạng mà kêu thằng đó mà thằng đó không đáp ứng á. Tức rồi, tức rồi. Thôi tao giật giật ta vậy mà chưa được, chưa chịu nữa. Tao nã cái súng vô đích cái hết. Ê chẹt chẹt. Ê đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng, tao đúng, tao lại tao giúp cho. À chắc là tao tính là lợi thằng này nè. Cái thằng đang nằm đang đây nè. Nó tao biết rồi, nó bị gì biết không? Người ta gọi nó là nứng lời lửa. Tao sẽ chẹt lửa vô. Đó. Đó. Thấy chưa? Ôi thằng đó nó bắn luôn rồi. Ai biểu? Ủa, thì tao tưởng nó bị nứng lời lửa. Chết. Chết mà còn nhịp giò trong sự sung sướng nữa chứ. Tao không thấy. Mày để ý kỹ ngay cái khúc gối nó nhịp giò nè. Đó, rung rung rung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Của tao không thấy. Ê, còn la mày ơi. Còn la hả? Ừ, nãy tao nẹt lửa vô la nè. Tao nẹt thử cái nữa coi. Tao tao nẹt lại vô cho đó coi. Nẹt, nẹt. Nẹt. Quay, quay, quay. Mày đùa với bé sục hả mày? Một nè. Phát nha cưng. Thằng đó đâu ra vậy? Mày biết. Hình như là nó nghe cái mùi lờ lờ hay sao đó. Lờ lờ nướng á, lờ lờ nướng. Ừ, nó bay tới cái bắt đầu xuất hiện liền. Mày thấy không, cái mũi này thính lắm mà. Lờ lờ lửa. Nghe là xuất hiện liền. Định lại tao coi thêm tí nữa. Đi rồi. Lo đi chứ. Coi lờ lờ nướng coi hành như thế nào. Tôi ăn sò lông nướng bao giờ hết. Ờ mua đồ đó được á, đó sẽ bộ mua đẹp trai á, đẹp trai hơn giờ này. À giờ chỗ của bé nhỏ đại nhân. Bé nhỏ hả? Ờ để ra mua coi mua đạn rồi coi. Có được cái súng hàng quý giá đó. Của kỹ sư điện á. Ồ, hên quá nãy giờ xài đạn tiết kiệm. Sao nó con hả? Rồi mình có 500 mấy vậy anh em mua liền chứ. Sao để coi coi súng cái súng nó cho được cái súng mà bóng điện mà giật giật tương giống mấy khỉ mắc xong. Đâu ta cái súng ở đâu rồi ta? Đúng kỳ chứ điện nằm đâu mày? Vậy cái súng kỳ chứ điện nằm đâu không? Súng điện hả, nằm trong mấy cái hàng súng VIP á. Một là sao hình cái mặt trời á. Bây giờ tao kiếm nãy giờ đâu có đâu, hay là tao không lỡ đó ta. Đáng lẽ lỡ đó là có rồi. Không thấy mày ơi. Thấy nó bị khóa nè. Sao mà khóa? Nó bị khóa rồi. Của tao bị lóc. Nó kêu là phải cứu Larry mới mở được. Ôi giật thằng này xỉu luôn rồi. Ê mày giục cái súng điện ra cho tao lợm nữa coi mở khóa không. Mày giục cái súng mày ra tao mới đổi được chứ. Ôi mấy kia cũng bay hết luôn. Thôi đổi súng này cùi bắp lắm. Tao đâu biết giục súng đâu. Bấm G chắc. Thường thường là vậy. Làm như đột kích mày. Ây dạ. Rồi cái gì đưa tao cái súng nó coi cho mở khóa coi. Hổ đổi được. Bởi vậy đi lo rình. Rình. Đi rình. Để tao lợi cái súng dưới đất tao mở khóa rồi. Rồi để tao mua súng đổi là cái súng sục tao. Sục cho lợi hại. À có
cách rồi. Mình đã là bé sụp rồi còn gì. Thôi làm vụ. Cái cuốn mà không phải súng máy sao đổi ta. Mày hả mày bố láo hả? Hổ báo với tao. Ở đó chạy chạy nhanh nhanh kiếm ta. Đi với chạy một cái tốc độ cao luôn á. À nó đi được cũng đi được vậy. Tưởng đâu mà nó đi được thôi hả. Hên là có con chó chứ cỡ hồi nãy Miner là à, đâu có thấy được gấu trong đó đâu. Miner là chết ngắt trong đó rồi. Ô oh. Thằng này là làm như như là cầm rocket ở tù lâu năm hay sao đó anh em. Trời đất ơi. What? Đồ ở trong đây mà kêu ai bấm cửa. Ghê ta. Anh em sẽ bộ ghê đấy. Ra làm như là không biết gì phải không? Ở trong đây có đạn ta. Có đạn sao như vậy. Ủa đâu hết cái nữa ta. Đây nữa nè. Cái cống nước này sẽ bộ ngon. Rồi nó chưa nó lóc cửa luôn không mở ra luôn. Hello coi mày nãy là rồi chơi ở trong đó luôn phải lượm chìa khóa kìa. Đây để tao mở ra. Mở được chưa? Rồi. À cứu nó ra mày ơi. Ừ. Thì nãy nó bị nhốt trong đó tao mới cứu ra. Ủa cái đó là nhiệm vụ hả? Ừ. Tao thấy nhỏ đứng đây tao bay bay vô tao chơi. Đơn giản chứ có vậy mà đâu. Kiếm được 800 đô mày thấy chưa? Ở nước ngoài dễ làm giàu chưa? Thiệt dễ giàu thiệt. Nhưng mà tao thích vẫn thích cái công việc sửa ống nước ở Nhật Bản với Mỹ hơn. Chỗ nước Nhật Bản mới ngon chứ. Ờ sao bếp nhỏ này cứ dày hoài á. Làm mặt nghiêm nữa chứ. Ôi trời. Mọi thứ như chấm hết kết thúc. Mọi thứ bọc thu bé lại liền. Rồi game này một cái nhiệm vụ làm được coi. Map. Thôi giờ lụm lại. Làm bao nhiêu ta đâu. Còn như đây thời gian nữa mình đi lượm kim cương đi. Mình sẽ chạy xe một vòng mình đi lượm kim cương. Không mày không hả. Mày không như tao hả bố láo hả. Điên kìa mày chạy đâu mày láo bắn thử gì vậy? lên nhảy đứng liền gì vậy thanh niên tao lượm bắn đồ quay biểu giang nhìn khinh miệt tao chỉ tao bắn nó chứ gì dí mày à đâu? lên xe đi một vòng đi chạy thẳng cả ngàn mấy mét nữa đi tới chỗ kia. Biết tao đâu hả dí. Dịch chuyển cũng được nhưng mà thôi giờ mình chạy một vòng mình đi với tuần tra luôn. 2000 mấy mét đi tuần tra luôn. Vòng quanh thế giới Ajinomoto. Ủa mà quên gọi là siết game là vậy hả mày. Siết game hả đó. Chị chụp mấy cái tuần tra chứ. Cái tuần tra cũng hơi lắm thức bộ. Nhìn chuẩn đấy. Nói chứ từ nãy giờ sử dụng cái cung không bắn. Mình sẽ tập này mình sẽ cố gắng sử dụng AK Kunda nhiều mình bắn hết shot đồ dữ dội vô. Còn cái nào cần thầm lặng sẽ thầm lặng mình sẽ sử dụng máy bay đầu lâu kìa. Sao giết được nó mày? Máy bay nó ghê lắm á. Phải có rocket kìa mới bắn nó được. Ôi chết ngắt luôn rồi. Cháy xe rồi. Cái này là không nên ở trong xe bắn nữa. Ghê. Rồi như nổ banh chó luôn hay gì rồi. Hên quá. Cứu đi chó. Sủa gì. Bắn bao nhiêu luôn mà vậy mà nó không chết ta. Chó không dám kìa. Rồi cứu nè. Cứu đi. Còn sủa mày. Thằng đi trước rồi đó. Ủa nó bắn. Máy bay đó đâu rồi. Kìa nó đang nó kìa. Để đấy. Cỡ mà có này bơ từ nãy giờ nhập xương với mình rồi nó đâu. Chồng lâu với tao.
còn quần này chứ. Chủ nhân nó mà cũng dám bắn nữa ha. Cái súng này đạn bay chậm quá. Cũng ghê vậy ta. Ví dụ cái cú đa. Ồ chết nữa rồi. Bốn khối máy bay luôn. Súng nó không. Cái này phải mình phải có cái loại súng nhắm chuyên dụng kìa, bắn đạn mới tới liền, còn cái súng này bắn không được. Tao có chết nữa rồi. Đâu. Tự đâu liếm ngay chỗ đó này chứ. Tao bị cứu 3 lần rồi mà cuối cùng bây giờ tao cúng cơm. Thầy ấy ứng chứ. Cái thằng trên máy bay đó có giáp mày ơi. Bắn trúng nó không cái máy bay đó là phải có dạng mà sniper á. Ờ cái súng trước tao mua đó. Bắn vô là nó nhíu liền à, hoặc là rocket. Ồ chó liếm ngay đùm nữa rồi. Trời ơi vừa đứng dậy chết nữa. Mày được lắm thằng bay kia. Đừng nói bắn chết chó tao luôn đi. Tao hồi sinh ra không được luôn nè. Tao giờ tao đang ở trong một cái vị trí, một cái góc nhìn vô cùng rất là đã, rất là phê rồi xong kết thúc luôn rồi hả. Vậy là chết hai thằng hả? Vì chỉ một chiếc máy bay thôi. Nó có giáp hay sao đó, tao nhớ cũng bắn trúng trước. Nó có giáp mà. Tao bắn nó giật mấy lần luôn mà không sao á. Cái dạng máy bay có kính cường lực á hả? Ghê vậy? Không, nó mặc giáp trong người nữa. Mình cây cun là coi như là mình lấy trứng chậu dưới đá rồi anh em à. Mình không mua súng nhắm là vậy á. Nhớ là Kunda mạnh lắm mà ta. Mã lực của Kunda không thể nào chứ được. Heo nè. Nguyên bầy heo. Ồ nguyên bầy heo tông lật xe từ đó luôn, ghê vậy. Sao ghê thiệt. Mở xe đi coi. Xe gì lộn hoài luôn vậy. Ê ảo thực. Ở đây mới gọi là ảo thực nữa nè này. Để ta đi ghé nè. Đi đâu đi đâu. Để coi chở mình đi đâu. Ở chỗ kim cương mày kim. Thì cái thằng đó nó chở mình đi về chết rồi anh em. Lên xe đi ké luôn rồi chứ. Chứ sao. Tao biết thế nào đi xe tao đi xa. Đi ké nó chở tao đi điên đi khùng không à. Chở mày vô bụi. Chở mày bò điên đi. Chí ruột chạy cần chết à. Nãy là thằng trai hay gái. Trai. Đó bị gây rồi á. Dạng thấy là đẹp trai quá cho lên xe chở đi thằng mày. Không phải đâu, nó đang âm mưu giết mày á. Bị bò tót chứ. Nó nhìn mày là nó rồi, cái thằng này, cái thằng chủ âm mưu, chủ đầu chủ rồi. Cái thằng rồi bên giáo phái rồi. Mà nó thì thằng đó thì không phải bên giáo phái nên là nó âm mưu để nó giết mày á. Nó chở mày chở đi điên cái hồi chở vô tới báo cáo giết mày. Thì rồi thì chảy rồi. Đào bắt hàng thì chảy rồi. Cứ đem chuyện công ty vô nói ai biết mà chị đào rồi. Quy si đào. Rồi gọi là cái phân xưởng Bosimat nữa chứ. Ủa cái nhà. Cái like Bosimat gì vô ARK nó like Bosimat. Hay. Sao mà chạy bỏ tao rồi mày. Tao lôi mày lên. Ừ, chạy đi. Tao vẫn có khả năng lôi như mẹ già biết không? Đồ, bất chi đích. Số dắt. Đâu rồi, thằng nào mà lú lú ra đây bắn. Kunda hết đạn rồi anh em à. Vậy là mình sẽ chuyển qua mình chơi cù lự, cù lôi ha. Mình chơi mình thang, chài. Dạng đó gọi là đẳng cấp master. Vinh nó làm đâu có được. Vinh là chỉ biết sốc lọ thôi. Ừ. Sốc lọ là kiệt quệ người ta thôi. Còn mình nè, sử dụng cù lôi, cù chài cho anh em xem nè đó. Ai đứng răng đàng hoàng. Mình mua cái này cũng 1,000 mấy, 2,000 ổi gì. Tiền chứ bộ. Mua cũng 1,000 mấy đô anh em, đổi 1,000 mấy đô ra từ Việt Nam xem. 100 đô cho 2 triệu thôi. Mày hả mày. Bắt người đây để ngay đầu liền. Đô nhưng 20 triệu rồi. Ý 1,800 đô nó. Gần 40 triệu cái cây chài này anh em thấy ghê chưa. Ồ mấy thằng này chỉ là thằng theo mình thôi. Chạy mà 2,800 đô bà mẹ ơi. Gì? Không, cái chạy có 1,000 mấy đô à.
Rồi, đâm lọt xe xuống đây luôn. Ủa tí tôi phan trong đầu nữa rồi. Canh hướng cho tao phan chứ cũng chài trong đầu. Kệ đi, mấy đỡ bị bắt đi. Bắt nó nói chỉ tao địa điểm tao là không biết đâu gì đâu không nè. Tự đi cũng được ha. Cần gì nói chỉ. Chỗ này quen không mày? Chỗ chập ma chơi quỷ hờn nào đây? Có kép sắt vô mở liền. Vô là nãy liền kép sắt không nói nha. Rồi vô kiếm chìa khóa lên đó luôn đi. Mày không lấy tiền hả mày? Né là tao mới lấy được chứ. Tụi không có gì đâu mà lấy. Ừ ơi. Đây, làm được đồ. Cho đồ mà. Cho đồ mà còn tiếp của nữa anh em. Chết à. Dụ mình mở kép sắt nữa chứ. Đồ. Hàng hàng xưa nụt dữ mày. Vô đây mày. Thấy không? Hàng mới nhú ra trời ơi thiệt tình. Ghê ha. Ôi mấy chỗ này ghê lắm nè. Ma kìa. Ma ma đập đập cái mấy cái đầu đây. Gì đây? Này thì ma nè. Thi này kinh dị quá. Tao cầm súng đây mà còn hù nữa. Mày đụng ai? Mày đụng ai vậy hả? Đụng hay mày lái xe mày không có mắt mày đuôi hả? Mày cười cừ mày nhé răng. Giáng lâm không bắt trưởng này hả? Con quỷ này. Con quỷ này mày chơi trò gặp bụng hả? Mà đờ khẩm tao thấy nhỏ nằm đó tao tính nhảy lên. Điên này. Ủa con điên này. Tao tính nhảy lên giường nói cái ấy luôn. Sực đi. Con điên này đang giết từ anh em. Mình phải đi tự tập nghiên cứu và tham khảo thôi rồi dịch cho chú đi. Ô ô ô quỷ nè. Mày ở trên tầng nhà mày điên hả? Mày điên không? Trời. Ờ chặt thịt đi mà ông kia. Chặt thịt chứ coi coi. Ủa con quỷ này. Nó có bù trên đây. Mày cười được mấy giọng cười đó không? Từ nào? Giọng cười nãy chứ. Mày thấy ảo không? Tiền giấu trên đây mà trong khi phải đi một cái đường như vậy. Trong khi nếu mà có thể nếu mà ta muốn ăn trộm ta móc cái mỏ neo vô đây ta lấy được rồi. Mới đẩy rớt xuống hay cái gì đó mày ơi. Ủa tao chưa lẫm tiền nữa. Đi xem ma hả? Đi xem ma đụng ai? Đụng thánh tướng với thánh dinh là bình tĩnh vậy là xong rồi. Thời ơi chơi ao lát tao mày ngồi cười không đó. Cái tivi này rồi gãi cũng chài rồi. Rồi thì bây giờ tụi mình sẽ kết thúc video này tại đây. Các bạn cảm thấy sao video này thì hãy để lại bình luận bên dưới và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.